Vào đầu thế kỷ 20, phần lớn thế giới lúc này đang bị thống trị bởi các nước đế quốc châu Âu, nhưng chính trị ở châu Âu lại đang cực kỳ căng thẳng và hỗn loạn. Cụ thể là sự trỗi dậy mạnh mẽ của đế quốc Đức về công nghiệp và quân sự, ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế cường quốc số 1 của đế quốc Anh, nhưng Đức lại quá ít thuộc địa so với Anh và Pháp. Nên Đức đã cùng Áo Hung và Italy thành lập phe liên minh trung tâm, nhằm tranh giành thuộc địa và thị trường thế giới, để đối phó, Anh Pháp Nga liên minh với nhau hình thành phe hiệp ước. Từ đó, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau, hai bên ra sức chạy đua vũ trang, chuẩn bị cho chiến tranh. Một cuộc chiến tranh đế quốc nhằm phân chia lại thuộc địa trên thế giới. Chiến tranh xảy ra là điều tất yếu và không thể tránh khỏi, chỉ cần một xung đột nhỏ là có thể khơi mào cả một cuộc đại chiến. Tháng 6 năm 1914, sự kiện Thái tử Áo Hung bị ám sát bởi tổ chức khủng bố người Serbia gây chấn động thế giới. Điều này khiến Áo Hung tức giận và tuyên chiến với chính phủ Serbia. Serbia là đồng minh của Nga nên Nga tuyên chiến với Áo Hung, Đức cùng phe với Áo Hung nên tuyên chiến với cả Nga và Pháp. Nước Pháp có nhiều pháo đài và hàng phòng vệ kiên cố dọc theo biên giới nước Đức, và nước Đức không muốn phí thời gian để đánh chúng. Vì vậy, Đức quyết định đi vòng qua phía sau, khai chiến với Bỉ và Luxembourg, nhằm vượt qua hàng phòng vệ và tiến sâu vào trong lãnh thổ nước Pháp. Nước Anh không thể khoanh tay đứng nhìn, thế là tuyên chiến với Đức và đưa quân đổ bộ vào lục địa. Ở mặt trận phía đông, Nga đem quân xâm nhập Áo Hung và bị chặn đứng bởi quân Đức. Về phía trung đông, đế quốc Ottoman được lôi kéo gia nhập phe liên minh trung tâm, chính thức tham chiến và bất ngờ đem hạm đội bắn phá vùng bờ biển của đế quốc Nga. Chiến tranh giữa nhiều nước đế quốc lớn đã nổ ra, nó được báo chí lúc bấy giờ mệnh danh là cuộc chiến tranh chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, bởi quy mô và sự tàn phá khủng khiếp của nó gây ra. Sự ra đời của xe tăng, tàu ngầm, máy bay, súng máy liên thanh, vũ khí hóa học đã hoàn toàn thay đổi cục diện chiến trường và hình thức chiến tranh so với trước kia. Trở lại mặt trận phía Tây, quân Đức liên tục thắng trận và tiến rất gần đến thủ đô nước Pháp. Tại thời điểm này mọi người đều cho rằng Đức sẽ thắng trận sớm, cho đến khi thống chế của quân Pháp ra lệnh quân đội ngừng rút lui và tiến hành phản công, khiến quân Đức phải rút về và đào chiến hào trở thành thế phòng vệ. Quân đồng minh cũng làm điều tương tự. Thế là chiến tranh chiến hào bắt đầu, hai hàng chiến hào đối lập nhau tạo thành vùng đất chết ở giữa, và hai bên sẽ nả hàng trăm quả pháo vào nhau trong nhiều ngày liền. Việc này có tác động tâm lý lớn, làm cho nhiều binh sĩ bị sốc pháo. Khi thời điểm thích hợp, quân tấn công sẽ bỏ chiến hào và xông qua vùng đất chết, vượt qua nhiều vũng bùn ẩm ướt đầy vết pháo nổ và dây thép gai. Lúc này, súng máy liên thanh trở thành một vũ khí phòng ngự siêu hiệu quả. Quân tấn công liên tục đẩy quân ra đánh cho đến khi họ bỏ cuộc, hoặc chiến hào đấy bị chiếm, họ phải chiến đấu liên tục trong nhiều tháng, hàng ngàn binh sĩ bỏ mạng chỉ vì để chiếm được một vài km đất. Sống ở chiến hào là rất khổ cực, xác chết, bùn, bãi nước độc, chuột, mùi hôi, dịch bệnh ở khắp nơi, và hàng triệu người lính phải chịu đựng cực hình như thế trong suốt nhiều năm trời. Nhưng đã có những giây phút ngừng bắn kỳ diệu trong đêm Giáng sinh. Ban đầu, binh sĩ phe Đức hát vang những ca khúc Giáng sinh, binh sĩ phe Anh nghe thấy và cũng hát theo hòa chung một nhịp. Sau đó tất cả buông súng, bước ra khỏi chiến hào, và cùng nhau tận hưởng giây phút Giáng sinh hiếm hoi với binh sĩ đối phương. Họ cùng nhau chơi bóng, chụp hình, ăn sáng, trao đổi quà tặng như thuốc lá, quân phục, thực phẩm. Ngay ngày hôm sau, họ bắt tay chào tạm biệt nhau và ai nấy quay về chiến hào của mình, rồi trở lại trạng thái đối địch như ban đầu. Năm 1915, Italy từ bỏ liên minh trung tâm và gia nhập phe hiệp ước, đem quân đánh lên phía Bắc. Cũng giống như những nước khác, quân Ý bị mắc kẹt và bế tắc gần như từ đầu đến cuối cuộc chiến. Quay về mặt trận phía đông, quân Ottoman cố gắng tấn công Nga ở vùng núi Caucasus, nhưng họ không lường trước sự lạnh giá của nơi đây và hàng loạt binh sĩ bị chết cóng. Sau đó, họ đem quân vượt qua vùng sa mạc của Ai Cập để chiếm kênh đào Suez từ người Anh.
nhưng lại tiếp tục thua trận. Cùng lúc, quân đồng minh cũng đem quân đánh chiếm ở Gallipoli trên mặt trận chiến hào, và cuối cùng cũng thất bại. Cho đến lúc này, Áo Hung vẫn chưa giải quyết xong với Serbia, liên minh trung tâm đã phải lôi kéo thêm Bulgaria vào tham chiến, và họ cùng nhau hạ gục Serbia. Quân Serbia thua trận và phải tẩu thoát bằng đường biển. Năm 1916, Đức nhận ra phải làm gì đó để phá vỡ bế tắc ở chiến trường phía Tây, thế là tiến hành nhiều cuộc không kích bằng khinh khí cầu nhằm vào các thành phố của Anh, tấn công hầm chiến đấu của quân đồng minh bằng khí độc clo, sử dụng tàu ngầm để đánh chìm các tàu cá dân dụng, trong số đó có cả tàu của người Mỹ, khiến cho 159 người Mỹ trên tàu bị chết chìm. Cũng trong thời gian đó, trận chiến trên biển duy nhất của cuộc chiến diễn ra, cả hai phe đều triển khai một loại thiết giáp hạm mạnh mẽ mới, có tên là Z-Not, nhưng chi phí đóng tàu quá đắt đỏ nên không bên nào muốn bị thiệt hại trong trận chiến, dẫn đến bế tắc chiến thuật cả hai bên. Quân đội Đức tiến hành cuộc chiến đẫm máu vào thành phố Verdun của Pháp, quân Pháp chống cự và bảo vệ nó một cách tuyệt vọng, dẫn đến hàng trăm nghìn quân sĩ thương vong, bị áp lực. Pháp kêu gọi quân đồng minh phải hành động để thu hút sự chú ý của quân Đức sang hướng khác. Nên quân đội Anh tiến hành một trận chiến dai dẳng và ác liệt tại dọc sông Somme, với thương vong hơn 60.000 binh sĩ Anh chỉ trong ngày đầu tiên. Và cũng trong trận chiến này, người Anh lần đầu tiên sử dụng xe tăng để chống lại uy lực quá mạnh của các khẩu súng máy Đức. Nhưng trận đánh không có kết quả, và thiệt hại kinh hoàng của mỗi bên lên đến hàng trăm nghìn người. Nước Anh còn phong tỏa hải quân, khiến cho Đức không còn đường ra biển và không thể nhập khẩu hàng hóa và lương thực. Tại Trung Đông, các phiến quân Ả Rập nổi dậy ở sa mạc và phá hủy đường vận chuyển tới Ottoman. Đến năm 1917, dường như tất cả đều đã cạn kiệt sức lực. Cụ thể là Nga, chiến tranh làm cho đất nước kiệt quệ và khủng hoảng, khiến cho hàng loạt công nhân đình công và gây bạo loạn. Các cuộc bạo loạn biến thành một cuộc cách mạng quy mô lớn, chính phủ mới được thành lập và lật đổ Nga Hoàng. Vài tháng sau, đảng Bolshevik lật đổ chính phủ mới và thành lập Liên bang Xô Viết, và Nga chính thức rút khỏi cuộc chiến tranh thế giới. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí hàng hóa cho quân đồng minh trong suốt cuộc chiến, nhờ vào đó mà trở nên siêu giàu có, trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với nước Đức. Thêm sự kiện Đức gửi điện báo cho Mexico và kêu gọi đánh úp Mỹ, nhưng tình báo Anh đã thu hồi được, rồi giải mã bức điện báo này, sau đó chuyển nó cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã hết kiên nhẫn và tuyên bố tham chiến, hàng triệu quân Mỹ đổ bộ vào châu Âu, cùng quân đồng minh phát động một cuộc phản công toàn diện, quân Đức binh bại như núi đổ. Phe liên minh bị đẩy lùi trên mọi mặt trận, đế quốc Ottoman, đế quốc Áo Hung, Bulgaria lần lượt sụp đổ. Nước Đức đã hoàn toàn suy kiệt trong chiến tranh. Cuối cùng vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm 1918, quân Đức giương cờ đầu hàng, hòa ước Versailles được ký kết. Theo đó, các nước bại trận phải bồi thường những khoản chiến phí khổng lồ cho các nước thắng trận, và bản đồ châu Âu được vẽ lại. Chiến tranh đã làm hơn 17 triệu người thiệt mạng, hơn 20 triệu binh sĩ thương vong, trong đó có cả Việt Nam, thuộc sự cai trị của Pháp. Hàng vạn thanh niên người Việt bị bắt gia nhập quân đội rồi đưa sang chiến trường châu Âu. Họ buộc phải chiến đấu cho Pháp tại những nơi xa xôi lạ lẫm, và hy sinh rất nhiều ở chiến trường Trung Đông đẫm máu. Hơn 30.000 người Việt Nam đã chết trong cuộc chiến và 60.000 người bị thương. Người dân Việt Nam còn bị buộc phải chịu thêm nhiều siêu cao thuế nặng để tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Pháp. Không có một nước châu Âu nào thật sự chiến thắng cuộc chiến này, tất cả đều chịu tổn hại nặng nề về người và của. Sau chiến tranh, thế giới đã tổ chức ra Hội Quốc Liên, và phong trào hòa bình nảy nở mạnh mẽ trên khắp toàn cầu. Cho đến 20 năm sau, Thế chiến thứ 2 bùng nổ,